Chào mừng quý vị đến với chương trình khám phá No Skin. Tôi tên là Võ Đình Thâm. Hôm nay tôi được hân hạnh cùng trò chuyện với hai khoa học gia của nhóm khám phá No Skin, đó là khoa học gia Hannah Ái Hạnh Trần ở Maryland và khoa học gia Mary Thư Phạm ở Maryland. Chị Hannah Ái Hạnh nguyên là cố vấn về công nghệ xét nghiệm của Đại học Johns Hopkins. Chị đồng thời cũng đã từng là giám đốc xét nghiệm của Quest Diagnostics, tức là một trong những tập đoàn nổi tiếng nhất của Mỹ về xét nghiệm y khoa. Và gần đây nhất, chị là nguyên là giám đốc khoa xét nghiệm của Đại học Y George Washington tại Washington DC. Chào chị Anh. Vâng, chào kính sĩ. Chị Mary Thư Phạm có thạc sĩ về sinh học và chị đã từng làm việc tại khoa nghiên cứu ung thư tại Đại học Y khoa Central New York. Chào chị Thư. Cuộc nói chuyện hôm nay với cái chủ đề là chăm sóc sức khỏe chủ động và thực phẩm chức năng LifePak của Pharmanex New Skin. Xin bắt đầu cuộc nói chuyện bằng hai câu nói của người Việt Nam mình. Một là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Câu thứ hai cũng rất là nhiều người nói khi mà người ta bị bệnh, đó là trời kêu ai nữa già. Thì không biết là hai chị có suy nghĩ như thế nào về hai câu nói này, hai lối suy nghĩ này. Xin mời chị Thư. Thì theo Thư là phòng bệnh hơn chữa bệnh, tức là phòng bệnh tức là chăm sóc sức khỏe chủ động. Mình chăm sóc sức khỏe mình tốt thì mình không bị bệnh. Thực ra nếu mà các anh chị có giàu có hoặc là có địa vị gì nữa, nếu mà anh chị không có sức khỏe thì các anh chị không có tận hưởng được. Vì vậy đối với Thư, sức khỏe tức là chất lượng cuộc sống. Còn cái câu mà trời kêu anh ấy già thì theo Thư á, thì đối với những người mà có lối suy nghĩ tích cực á, thì người ta luôn luôn đi tìm giải pháp. Ngược lại những người mà bi quan thì người ta luôn luôn đi tìm cái lý do để mà giải thích, để mà viện cớ cho cái kết cục mà mình có. Đó là Thư suy nghĩ của Thư. Okay. Rất là đồng ý với Thư về điều này. Thì bằng chứng là với cái kỹ nghệ khoa học và xét nghiệm tiến bộ thì là mình thường xuyên mình kiểm soát về chống mỡ máu, kiểm soát về tiểu đường, kiểm soát về viêm gan và thận. Đó. Nhưng mà có một cái xét nghiệm rất là cực kỳ quan trọng mà khoa học xét nghiệm y khoa bây giờ vẫn chưa có kiểm soát thường xuyên trong mỗi cái định kỳ kiểm soát của loài người. Thì cái đó là cái xét nghiệm về chất chống oxy hóa. Thì tôi ước gì tôi đã biết được cái công nghệ này cách đây 20 năm thì có thể là đã cứu sống được ông chồng tôi. Thì nhân tiện đây là một cái câu chuyện hơi có tính cách cá nhân một chút, nhưng mà tôi xin chia sẻ với anh chị với cái mục đích duy nhất là giúp đỡ cho những người nào mà chưa biết về chăm sóc sức khỏe chủ động, thì có thể rút tỉa từ cái kinh nghiệm bản thân của mình để giúp cho họ. Ông chồng chị là mất cách đây 12 năm, thì là ở một cái tuổi cũng nói như là khá trẻ, là 53 tuổi. Thì nhà tôi đó là tiến sĩ vật lý nguyên tử, tức nghĩa là có một tí kiến thức, là cũng biết những cái ăn uống căn bản làm sao để giữ gìn sức khỏe. Thành ra anh ta rất là chủ động về chăm sóc sức khỏe của mình. Và trên ngoài ra đó, với cái chức vụ giám đốc khoa học xét nghiệm với 32 năm kinh nghiệm trong ngành nghề, thì tôi đã nghĩ là tôi có đầy đủ kiến thức để mà bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người mình thân yêu, đúng không? Thì do đó mỗi 6 tháng và thường xuyên tôi đem máu của ông nhà tôi vô trong phòng xét nghiệm của mình để thử. Thì với kiến thức và học hành của mình, cái học hỏi của ngành nghề mình, thì mình biết, mình nghĩ là mình đã biết tất cả những cái gì mình cần phải biết để bảo vệ sức khỏe của ông. Thành ra tôi thử máu cho ông và những cái mấy trăm cái test xét nghiệm trong phòng xét nghiệm của tôi đó, là tôi đã xét nghiệm đầy đủ hết. Thì lúc nào ra cũng bình thường, nhưng mà không ngờ là lúc mà ông nhà tôi 53 tuổi thì bị phát hiện ra là bị ung thư. Thì trong vòng có 6 tháng thì nhà tôi mất. Thì đó là một cú sốc. Nhưng mà sau đó, vì cái cú sốc đó, tôi đã không ngừng học hỏi. Tôi biết là cái kiến thức của tôi như vậy không có đủ, có một cái gì đó. Thành ra tôi đã mà không khám phá được mình là người trong nghề,
mà mình không khám phá ra trước và phòng ngừa được cái chứng bệnh ung thư của nhà tôi. Thì tôi đã tiếp tục khám phá không ngừng, học hỏi. Thì cho tới khi tôi gặp được cái công ty Pharmanex của New Skin, thì biết ra rằng cái lý do mà ông xã tôi bị bệnh ung thư và mất là tại vì cái kháng thể, cái chất chống oxy hóa trong người của nhà tôi rất là thấp. Thì nhờ cái sự hiểu biết về cái máy biophotonic scanner này, tức là cái máy biophotonic scanner, đúng dịch tiếng Việt không? Dạ. Vâng, thì cái này là cái công nghệ mà vật lý giải Nobel của thế giới, và đồng thời đây là một công trình nghiên cứu 15 năm với 100 triệu đô la. Thành ra đây là một cái mà tôi cho là như là một cái phép màu của cái khoa học xét nghiệm. Là tại vì từ trước tới giờ mình phải rút máu rồi mình chờ một vài ngày sau mới có kết quả biết mình bị bệnh gì. Cái này là trong vòng 90 second, 90 giây là chúng ta có thể biết được cái chất chống oxy hóa trong người mình. Như vậy thì khi mà các anh chị đặt tay vào cái máy, đây là cái hành động đầu tiên mà các anh chị nên làm và phải làm nếu các anh chị thực sự quan tâm đến sức khỏe của mình. Trong đời đầu tiên khi các anh chị biết, các anh chị đặt tay vào cái máy, các anh chị đo, thì 90 giây sau thì các anh chị sẽ thấy cái màn hình nó nổi lên cái kết quả, nối với máy tính nổi lên cái kết quả. Thì đây là kết quả của Thư vừa mới đo xong. Chỉ số chất chống oxy hóa của Thư là 62.000, và chỉ trong 90 giây thì các anh chị biết cái kết quả của mình. Thì chị Thư, khi mà biết cái số đỏ thì được cái số đỏ từ màu đỏ cho đến màu xanh đó nó có nghĩa là gì? Thì cái màu đỏ là chỉ số chất chống oxy hóa thấp nhất, dưới 10.000. Xong đến màu cam, rồi màu vàng, màu xanh nhạt và màu xanh lemurin. Thì các cái giới nghiên cứu y khoa của Mỹ khuyên chúng ta nên duy trì cái chất chống oxy hóa của mình trên 50.000, thì mình có thể nói là mình bảo vệ được cái cơ thể của mình khỏi bệnh tật và đặc biệt là bệnh ung thư. Vậy thì giả sử như là một cái người nào đó đó mà điểm thấp dưới khoảng màu đỏ đây 20.000, thì cái đó con số đó nó sẽ dẫn đến giúp người ta làm được cái gì? Thì các chị cũng có thể biết là cái máy này được một cái người bác sĩ rất nổi tiếng ở Mỹ là Dr. Oz gọi cái này là cái máy điều tra nói dối về dinh dưỡng. Cái này nói lên cái lối sống của người đó. Thì dưới 20.000, tức là thứ nhất là có thể là bạn bị stress, áp lực công việc. Thứ hai là bạn ít ăn rau quả. Thứ ba có thể bạn bị béo phì. Thứ tư là bạn sống trong môi trường độc hại, ô nhiễm. Thì cái máy này đó là lý do tại sao mà người ta nói là máy điều tra nói dối về dinh dưỡng. Thì nếu mà anh chị nào mà bị dưới 20.000, bị màu đỏ đó, thì có nhiều cách để các anh chị tăng cái chỉ số chất chống oxy hóa này. Hoặc là các anh chị ăn uống nhiều rau quả có nhiều màu. Hoặc là các anh chị thay đổi cái lối sống, thay đổi cái môi trường làm việc, giảm độc hại, hoặc là chọn cái công việc nào nó dễ dàng hơn, đỡ stress chẳng hạn. Tuy nhiên trong thực tế thì những cái chuyện đó rất là khó thay đổi trong ngày 1, ngày 2. Vì vậy mà Pharmanex New Skin nó đã có giải pháp, đó là dùng cái dòng sản phẩm Lipac. Và cái dòng Lipac này thì đã được đưa vào trong sách cẩm nang cho bác sĩ kê đơn ở Mỹ năm 2012. Tức là trước đó nó đã có rồi. Đây là đây là quyển sách của năm 2012, quyển sách này nó thay đổi hàng năm. Dạ, quyển sách này là cái dòng Lipac đã được đưa vào trong cái này để cho bác sĩ. Và đây là không phải là thuốc mà là thực phẩm chức năng. Thì rất hiếm công ty được đưa những cái sản phẩm vào đây. Nó phải có chất lượng như thế nào đó thì chị Hana sẽ giải thích thêm. Vâng, và đó là lý do tại sao chị muốn nói, nhân tiện chị nhấn mạnh luôn, đây là cái sản phẩm Lipac Nano là sản phẩm đắt nhất của chị. Mà chị nghĩ là loài người chúng ta không có ai, nếu mà tài chính, điều kiện tài chính khả năng có thể afford được, tức là cho mình phép. Nên dùng, cho phép á, thì mình nên dùng cái này. Thì sản phẩm Lipac Nano này đó, có nghĩa là cái chữ Lipac đó, có nghĩa là một cái gói mà chứa chọn cả một cái đời sống của mình. Có nghĩa là trong này có tất cả đầy đủ một cái mạng lưới về chất chống oxy hóa để bảo vệ cơ thể mình, 7 cơ quan từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Ha. Rồi còn cái nano đó, cái chữ nano là đơn vị toán. Một nano thì bằng 1/1 tỷ của một mét, một nanomet. Và do đó những cái hạt trong cái, có nghĩa là những cái hạt trong cái viên thuốc này nó nhỏ đến độ bằng cái hồng huyết cầu của mình. Do đó khi mình dùng cái sản phẩm này, mình như là mình được truyền máu trực tiếp, như là cái hệ thống truyền máu trực tiếp. Và ngoài ra cái sản phẩm này được ba cái công ty cơ quan chính phủ
rất là quan trọng ở bên Mỹ đã xét nghiệm và chứng minh với ba điều là sản phẩm này rất là tinh khiết, an toàn và rất hiệu nghiệm. Và vì vậy nó là được vô cái quyển cấm nam bác sĩ mà Thư vừa mới nói. Thì đây là cái mà tôi nghĩ là tốt nhất trên thế giới nếu mà nói về chất lượng. Về tế bào. Cái nét cái mạng lưới chất chống oxy hóa của trong cái sản phẩm này là trên 60 thứ cộng với các cái chất chống lão hóa. Và các nhà khoa học cũng chứng minh rằng nếu mà mình có một cái hệ thống các chất chống oxy hóa thì mình sẽ bảo vệ cơ thể mình và duy trì hoạt động của các cái cơ quan tốt hơn là mình chỉ có một loại chất. Tại vì các anh chị biết có nhiều loại gốc tự do khác nhau thì mình cần những cái hệ thống có nhiều loại chất trong oxy hóa khác nhau để trung hòa các cái gốc tự do đó bảo vệ cơ thể mình. Thì ngoài cái Lipat Nano thì New Skin còn có một cái dòng luôn sản phẩm Lipat. Thì đây là một cái sản phẩm mà tôi nghĩ là rất nhiều người Việt Nam nên dùng, cần dùng, nhất là trong cái giai đoạn muốn có em bé, giai đoạn mang thai và nuôi dưỡng con. Thì bởi vì ở Mỹ mà khi mà có bầu các anh chị có bảo hiểm thì các anh chị mua được bác sĩ kê đơn cho mình là cái prenatal để mà tốt cho mẹ và con. Tuy nhiên nhiều người Việt mình không có bảo hiểm. Và cái này các anh chị có thể mua trực tiếp từ công ty không cần bảo hiểm. Mà chất lượng cũng rất là tốt và nó bảo vệ cho cả nhu cầu dinh dưỡng của mẹ và con trong quá trình mang thai, nuôi dưỡng em bé mà không có cần phải có đơn bác sĩ. Và như vậy khi em bé nằm trong bụng thì có Lipat prenatal. Em bé đang mẹ cho con bú thì là uống prenatal và nó sẽ nuôi dưỡng giúp cho em bé về não, về xương và về mắt rất là tốt, bổ sung dinh dưỡng. Rồi khi từ 2 tới 12 tuổi thì có cái Yugamol cho em bé nhai thì nó cung cấp đầy đủ các cái dinh dưỡng và khoáng chất, vitamin cần thiết cho em bé phát triển. Rồi ở giai đoạn tuổi dậy thì là có Lipat Teen thì là giúp cho teenager, những cái đứa trẻ tuổi dậy thì nó phát triển tối đa tiềm năng. Rồi có Lipat Woman, Lipat cho những cái phụ nữ tiền mãn kinh vân vân, thì nó có để bổ sung cho từng cái loại dinh dưỡng, từng cái giai đoạn mà cơ thể mình cần. Thì nguyên cái dòng Lipat của New Skin. Tùy cái khả năng tài chính thì các anh chị nếu có thể dùng Lipat Nano thì tốt, nhưng mà nếu không á thì mình dùng những cái Lipat thường. Thì nói nôm na là Lipat Nano một ngày các anh chị uống 2 gói thì tương đương với 2 xe rau. Còn Lipat thường thì 1 xe rau. Tại vì cái tỷ lệ hấp thu nó hơi khác. Để tăng hiệu quả của Lipat mà phù hợp với túi tiền của mình thì là Nu Skin có cái dòng sản phẩm gọi là Marine Omega, bổ sung các cái loại axit béo omega dầu cá thì cung cấp phục vụ cho chức năng não, xương khớp vân vân và da thì rất là tốt. Và khi các anh chị mua cùng á thì nó tiết kiệm được, tại vì ở Mỹ nó có bán theo cái package á. Thì đây là cái lời khuyên của nhiều người nên chúng ta nên sử dụng phối hợp với lại Marine Omega. Đặc biệt cái này thì ví dụ như là cái Lipat Prenatal với Marine Omega là rất là quan trọng trong cái việc là hỗ trợ dinh dưỡng cho việc hình thành phôi thai. Vì trong quá trình hình thành phôi thai đó thì là một người ta cần hỗ trợ dinh dưỡng để phát triển thai, hỗ trợ hình thành phát triển não, xương và tim mạch. Đây đó là những cái cơ quan đầu tiên sẽ hình thành và nó sẽ tồn tại sau theo suốt cuộc đời của con người. Cho nên việc mà bảo vệ sức khỏe cho kể em bé 10 tuổi hay 20 tuổi hay là cái ông già 70-60 tuổi nhiều khi là phải chuẩn bị từ khi đang mang thai. Đúng không? Cho nên cái Marine Omega bảo vệ rất là kỹ. Thứ hai nữa là tôi thấy rất là thú vị là ví dụ như là cái người lớn tuổi đó, cái quan trọng cái chăm sóc sức khỏe của người lớn tuổi là gì, là sợ nhất là gì, mỏi khớp, đau khớp, thiếu máu não và tim mạch có vấn đề, rồi da dẻ sần sùi, đúng không? Bốn cái chức năng đó thì là cái Marine Omega có hiệu quả rất là tốt. Đặc biệt là Marine Omega của Pharmanex nó được hình lấy từ cả cái krill oil từ cái nam cực rất là sạch. Thì nó kèm với cái Lipat để bảo vệ tế bào và hỗ trợ cái chức năng khác đó. Thành ra đây là hai cái gói rất là đặc biệt, có thể cho trẻ con, cho em bé trong bụng và bà lão mà ở cái tuổi lớn tuổi và trung niên, đúng không? Rất là cảm ơn các chị. Có một số các cái điểm tôi thấy rất là quan trọng mình cần phải ghi nhận ở đây á, là cái quan niệm chăm sóc sức khỏe chủ động là vì chất lượng cuộc sống, nó liên quan đến mấy cái vấn đề. Một là phải bảo vệ cái tế bào của con người mình, tại vì
theo khoa học người ta nghiên cứu người ta biết rằng là cái tế bào của mình trong cái môi trường sống hiện đại đó, như ở Mỹ á, là mỗi ngày là cái DNA có thể bị tấn công bởi cả cái gốc oxy hóa khoảng 70.000 lần. Cho nên cái việc bảo vệ cái gốc tế bào á, cái DNA đó là rất là quan trọng, cho nên cái việc đó là việc phải làm. Thứ hai nữa là mình phải hỗ trợ các chức năng của cơ thể sống, bảo vệ tế bào đó, bây giờ hỗ trợ chức năng tim mạch phải hoạt động tốt, não phải hoạt động tốt, xương phải khỏe, khớp phải khỏe, đúng không? Đó, tất cả những chuyện đó là chuyện thứ hai cần phải làm. Chuyện thứ ba nữa là chăm sóc sức khỏe chủ động đó, thì là phải chăm sóc như chị Thư nói là từ khi trong mới hình thành phôi thai cho đến khi là thành bà lão 80-90 tuổi. Suốt cuộc đời đó thì dòng life hack này nó cung cấp được toàn bộ cho cả cái chuỗi sống của loài người, của con người. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt mà tôi nghĩ là một số các anh chị em cũng nên lưu ý, đúng không ạ? Dạ vâng. Thì và cho tôi xin nhắc một vấn đề, xin nhắc nhở các chia sẻ và cũng là nhắc nhở là nếu mà mình đi khám bác sĩ về đó, mà mình đi khám định kỳ hàng năm đó, mà tất cả các cái xét nghiệm trong máu mình mà bác sĩ nói là anh chị khỏe bình thường, thì kinh nghiệm bản thân tôi đã cho tôi biết rằng thật sự mình không có khỏe và bình thường nếu mình chưa thử, nếu mình chưa đặt tay lên cái máy đó để tìm hiểu cái nồng độ của chất chống thoái hóa trong người mình là bao nhiêu, thì chưa chắc mình khỏe, chưa chắc mình đã thoát khỏi cái bệnh ung thư. Thì chia sẻ cái điều đó, giúp hy vọng giúp đỡ được anh chị một lần. Như vậy việc đầu tiên anh chị phải làm là phải kiểm tra cái chất chống oxy hóa mình việc trước tiên, và sau đó tùy cái kết quả mà mình phải hành động. Nếu mà quá thấp thì ngay lập tức mình phải tìm mọi cách để nâng cái chỉ số nó lên càng cao càng nhanh càng tốt, bởi vì không ai muốn tự đặt mình trong cái tình trạng là báo động đỏ hay là nguy cơ rủi ro rất là cao, và đặc biệt là bệnh ung thư. Rồi trong quá trình đó thì mình sẽ từ từ mình thay đổi cái lối sống như thế nào đó để cho nó phù hợp. Rất là cảm ơn chị Hanna đã chia sẻ về câu chuyện của từ trái tim của mình, từ cái kinh nghiệm cuộc đời mình. Xin cảm ơn hai chị. Cảm ơn tiến sĩ Thành. Cảm ơn. Cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo.